Và câu hỏi cuối của chị là sữa chua có tốt cho đường ruột hay không? Sữa chua hoàn toàn không tốt cho đường ruột của mình. Khi các khoản sữa trong sữa chua đi vào dạ dày, đi vào đường ruột á, thì cái axit trong dạ dày sẽ giết chết cái khoản sữa đó và nó sẽ phá vỡ đi quần thể sống trong đường ruột. Nếu mà chúng ta ăn sữa chua hàng ngày á, thì làm cho mùi và khí trong ruột tăng lên, sẽ làm cho có mùi hăc và khó chịu, làm cho môi trường đường ruột của ta xấu đi. Đúng rồi. Ở đây ai hay ăn sữa chua? Cho nên vậy coi. Nghe 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 cái đó xong rồi đã thay đổi thói quen chưa? Cứ thử ăn sữa chua là thấy là khi đi ngoài ra phân em nó sẽ có mùi như thế nào. Là bởi vì sữa chua vào nó làm đảo lộn cái môi trường trong đường ruột và không có cái vi khuẩn nào mà vào đường ruột nó sống được hết đó. Mà cái đường ruột mình nó mới tạo ra cái vi khuẩn có lợi cho nó. Còn khi em bỏ ra ngoài là cái axit trong dạ dày mình á nó diệt hết vi khuẩn trong sữa chua và nó tạo ra cái mùi của khí sunfua. Em đi ngoài là thấy là nó bị hôi và bị phấn em bị nhão và xả một câu cái là nó phấn nó rã ra như thế nào. Ok, rồi quan sát cái phấn của mình để biết được thức ăn mình đúng hay không.